Chợt dịch bùng lên nhưng bất ngờ thật mau, chị Thị dùng ngay cho Đông Hà 16. Dân quê tôi đã quyết tâm cao, không sao nên không ai cảm giác lao đao, nôn nao không bước chân ra, cứ ở trong nhà, cứ ở trong nhà. Cáp Bên Tài là người con của Quảng Trị, nhưng mà hiện tại thì đang sống và hoạt động nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mặc dù ở xa quê, nhưng mà không riêng gì Tài đâu, mà những người con ở Quảng Trị luôn luôn hướng về quê hương của mình. Thì với cái khả năng của mình và chuyên môn của mình, thì Tài nghĩ rằng mình nên có một cái sản phẩm, một cái bài hát để cổ vũ tinh thần cho người dân quê mình, cho nhất là những người ở tuyến đầu ở quê mình, để mà có thêm cái nguồn tinh thần động viên để sớm dập dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Thế đó, lúc đó Tài mới nghĩ là đúng rồi, mình phải làm một bài hát cổ vũ. Thì sau đó thì tác phẩm Vì Quảng Trị Bình Yên được ra đời khi đó. Khi mà sáng tác cái bài Vì Quảng Trị Bình Yên thì Tài không đi theo cái lối mòn của những cái bài cổ vũ khác, là cứ nói chung như thế, thì như là chúng ta cùng chung tay đánh bại Covid, rồi là chúng ta cùng đồng lòng đồng sức, cứ nói chung như thế. Thì Tài nghĩ rằng là áp dụng vào địa phương nào cũng được, nhưng mà khi mình đã viết cho Quảng Trị thì mình phải có một cái những cái nét riêng, những cái gì để khi người Quảng Trị họ nghe là họ thấy được rằng chính họ ở trong đó, chính là bài hát này gửi cho họ. Còn những người không phải là ở Quảng Trị nghe thì cũng biết được rằng đây chính là tiếng nói của người con Quảng Trị, của những người Quảng Trị. Thì Tài mới tìm hiểu về hiện tại tình hình ở Quảng Trị như thế nào, và những tuyến đầu, nhất là tuyến đầu là họ bắt đầu đã lao vào cuộc chiến chống Covid như thế nào. Những cái MV trước mà Tài thực hiện chống dịch cho Sài Gòn hoặc là cho cả nước á, thì Tài một mình hát thôi. Thì thực sự ngay cả chính Tài thấy cũng nó có gì đó nó đơn điệu. Bởi vì khi mà một cái sự kiện mà mang tính cộng đồng á, thì nên có nhiều tiếng nói vào, thì lúc đó nó mới có được cái sức nặng nhiều hơn. Thì Tài mới nghĩ rằng thì bây giờ cái bài Quảng Trị này thì mình cũng nên làm một cái hướng khác, để nó có một cái gì đó mới hơn. Cả chính mình thấy mới hơn, hào hứng hơn. Và lúc đó khi mà một tác phẩm cổ vũ có được nhiều tiếng nói, có được nhiều tiếng hát, nhiều người tham gia, thì tất nhiên cái mang tính cộng đồng nó lan tỏa, nó sẽ nhiều hơn. Các ca sĩ khác ở trong tỉnh thì khi Tài mới đưa ra cái ý tưởng thôi là mọi người đều nhiệt tình ủng hộ liền. Bởi vì ta nghĩ cái nghệ sĩ hầu như thế, rất là đi theo cái cảm xúc của cộng đồng, và họ luôn mong muốn đóng góp cái sức mình cho cái cộng đồng dù nó nhỏ. Đẹp tựa nhành hoa tươi sáng tựa vầng trăng, đó là ngành ý những thiên thần áo trắng. Mang trong tim truyền thống quê hương yêu thương, phóng san nắng bất phá chăm lo, mang cho sức khỏe bao người hơi thở nụ cười. Cho cô biết con còn ở đây, vầng tươi hồng nắng mai, hoàn thành cô nỗi nhịp điện lương, cùng trao tình mến thương. Chúng đây sớm đây dịch lùi xa, đồng tâm của chúng ta, yêu thương lắm Quảng Trị của tôi, bình yên đến.
thì khi mà các ca sĩ thực hiện á, thì mỗi người dùng một cái máy điện thoại khác nhau, trong một cái không gian khác nhau, ánh sáng khác nhau, thì tất nhiên cái điều đó là gây khó khăn cho cái công đoàn dựng phim rồi. Thì khi mà Tài có các cái đoàn phim các ca sĩ gửi á, thì Tài mới phải điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh về cái độ màu, làm sao mà nó có sự đồng nhất cao nhất. Còn tất nhiên là không thể đồng nhất tất cả rồi, nhưng mà trên một cái tinh thần là cổ vũ chống dịch sớm nhất, thì lúc đó mình trong cái điều kiện như thế, vì tất cả các ca sĩ hầu như đều nằm ở trong một cái khu cái bối cảnh là bị dài giãn cách 10-16 hết, thành ra là chỉ có ở nhà quay và không có một cái phương tiện nào để hỗ trợ hết. Thì lúc đó bên chỗ nhóm dựng phim thì phải cố gắng làm sao đó để đọc cho cái màu sắc, chỉnh màu cho nó tốt nhất thôi. Cuối cùng thì ta xin chúc Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung cùng nhau vượt qua đại dịch và trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng tâm của chúng ta, yêu thương lắm Quảng Trị của tôi.